của bạn lên Nanasaur và kiếm Tiger thì gần như là bạn sẽ phế luôn hai món trang bị này. Cái khả năng gây sát thương tầm xa đến Gazir nó sẽ không được thể hiện. Và khi ấy thì cái lựa chọn này là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng các đội kẻ LCK nên cân nhắc mỗi khi mà đưa ra sử dụng. Mogai và Sante là hai lượt cấm đầu tiên đến từ Nông Sim Redfox và Hangar Sport. Ván này người được chọn bên là Nông Sim và quyết định của họ là ở bên phía của đội 1. Rất là quen thuộc thôi. Senna và Vi là hai lựa chọn tiếp theo đến từ hai bên. Và có vẻ như đang cấm rất là nhiều vào meta đến từ bên phía của Hang Live Sport. Senna là một con bài rất là mạnh và đây là một con bài nó sẽ khiến cho những cái lựa chọn đầu tiên của đội đối phương trở nên rất là khó đoán. Rumble là một lựa chọn đến từ bên phía của Nông Sim Redfox ở lượt cấm. Và như vậy là họ muốn để cho DNDN và Doran đánh cái kèo đấu sĩ và chống chịu cánh trên. Và chúng ta còn Udyr, chúng ta còn Orianna là những con bài sẽ tranh chấp đến từ Nông Sim và Hang Live Sport ở những lựa chọn đầu của họ. Còn một sự lựa chọn cuối cùng dành cho bên phía của Hawalai, họ đang cấm tương đối là đa dạng thôi, không tập trung cụ thể vào con đường nào cả. Và quyết định của bên phía Hawalai là họ tự rước đi cho mình một từ Asia luôn. Xin lỗi các bạn, không chơi mà không chơi thì không lấy, và không chơi thì không lấy luôn, nên là tôi cũng khỏi. Cocky còn hở ra nhá. Thực ra thì với những cái đội yếu thì cái việc kiểm soát Cocky nó cũng sẽ rất là khó. Và liệu đây có phải là một con Cocky được khóa sớm lại cho Zeka hay không? Từ từ đã, họ pick một cái combo và tôi nghĩ rằng nếu con tướng này ở hai phía đối nghịch thì nó sẽ khắc chế nhau. Milio sẽ khắc chế Sejuani với khả năng mở giao tranh, nhưng nếu như nó ở cùng một phía thì nó sẽ càng tạo nên những cái sự khó chịu mà thôi. Rất khó những con vị tướng nào mà có khả năng giải hiệu ứng nhanh và nó trực diện như kiểu là Milio với những con tướng mở dạng như kiểu là Senju. Rõ ràng đây là hai sự lựa chọn rất có ý đồ đến từ bên phía của Hang Lai Sport. Còn với Nông Sim Redfox, Lucian Nami là một cặp đôi có một tỷ lệ thắng tuyệt đối đến từ Viper và D-Line ở trong năm 2024 giai đoạn mùa xuân này. Và việc họ tước đi của cặp đôi mạnh của đối phương là mình nghĩ là một cái quyết định khá là đúng đắn. Và sự lựa chọn tiếp theo của Nông Sim Redfox sau khi mà họ đã chốt cặp đôi đường dưới sẽ là Cocky. Nhưng Cocky được khóa sớm như thế này thì liệu đây có phải là một đội hình đánh sớm đến từ Hang Lai không? Tôi vừa tính nói là họ đánh sớm thì họ khóa luôn Aphelios. Chắc chắn đây sẽ là một đội hình đánh late game với điều kiện thắng xoay quanh Viper ở cánh dưới đến từ Hang Lai rồi. Ra để mà nói thì tôi cũng nghĩ rằng là trước khi mà con Cocky của Komi tới được cái ngưỡng sức mạnh ấy thì Hang Lai họ hoàn toàn có thể áp đặt thế trận. Tuy nhiên thì với Milio đã được pick thì không có nhiều những cái sự lựa chọn quá là hữu dụng để đi cặp với cả cái vị tướng này. Vậy nên Hang Lai họ cũng vẫn gọi là trung thành với cái cặp đôi Aphelios cùng với cả Milio thôi. Chúng ta sẽ cùng phải chờ xem. Bây giờ nếu đã xác định là đánh về giai đoạn giữa và cuối của bán thi đấu rồi thì họ sẽ phải đánh cực kỳ chắc chắn, nên cái bài toán nó sẽ được dành lại dành cho vị trí đường giữa và đường trên của họ với Zeka và Doran. Thì họ cũng đã có cho mình vị tướng đi rừng trước, và nên họ bắt đầu cấm vào những con tướng của Sylvie. Thực ra thì tôi đang nghĩ tới một cái lựa chọn tay ngắn mà nó rất là hiệu quả dành cho Zeka ở những cái mùa thi đấu trước của anh ta, đó là Kali. Một con bài mà nó sẽ khiến cho hai xạ thủ bên phía Nông Sim gặp rất là nhiều vấn đề ở trong cái giai đoạn ngưỡng sức mạnh từ 1 đến 2 món của con bài này. Khi mà con Cocky nó chưa mạnh, khi mà Akali có thể tiếp cận được với khả năng mở giao tranh đến từ Sejuani của Peanut, thì khi ấy cái đội hình bên phía của Nông Sim Redfox thực sự sẽ gặp vấn đề. Hai sự lựa chọn cấm tiếp theo đến từ bên phía của Hang Wildlife, họ cấm vào Trundle và Poppy đi rừng của Selvi. Ở phần nào đó là một chút những cái lựa chọn ở khu vực đường trên của DNDN. Còn hai sự lựa chọn cấm ở đường đơn của Nông Sim hoàn toàn nhắm vào Zeka luôn. Yone đã bị loại bỏ, chúng ta sẽ không có Yone và Orianna. Và Hang Wildlife Esports thấy đối phương đánh hai xạ thủ thì chúng tôi cũng sẽ chơi hai xạ thủ và Tristana ở khu vực đường giữa dành cho Zeka. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái khả năng bảo kê của bên phía Hang Wildlife Esports đang nhỉnh hơn một phần với sự xuất hiện của Milio cũng như là dàn chắn Sejuani. Thì bây giờ là tới lượt Nông Sim, họ phải đưa ra cho mình một cái dàn chắn nào đó thật là cứng cáp dành cho CV cùng với cả DNDN. Bây giờ thì cái nguồn sát thương nó gần như được đảm bảo về giữa trận đấu rồi, không cần phải quá quan tâm nữa. Và Nông Sim họ quyết định là họ sẽ sử dụng một bộ khung mà có khả năng giao tranh nhỏ lẻ tốt, đẩy lẻ cũng khỏe, là với Jax, Cocky, Lucian. Và sẽ để cho CV chơi cho mình một vị tướng chống chịu là Rell đang được nhá ở đây. Hai đội hình rất nặng về giai đoạn late game đến từ cả Nông Sim và Hang Lai Sport. Và cái trong giai đoạn đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là đánh nhau sẽ không xảy ra quá nhiều. Rell kiểm soát dành cho Selvi ở trong ván đấu này, và trong vai trò đi rừng, và Udyr khá là quen thuộc trong tay của Doran ở khu vực đứng trên để bắt cặp cùng với kèo đấu cùng chất tướng Jax ở bên phía bên kia của DNDN. Một game đấu mà nhìn vào chất tướng đã thấy early game chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái tình huống giao tranh hay là có những cái mạng hạ gục từ sớm rồi. Với Hang Lai Sport là họ sẽ muốn nuôi lết với đội hình hai xạ thủ cùng cái lửa xạ của Milio.
sát thương đến từ Zeka và Aphelios của Viper sẽ là điều kiện thắng của Hungry Sport ở ván đấu này. Còn với Noxy Redfox thì rõ ràng họ sẽ cần một con Corki farm thoải mái ở đường giữa và sau đó triển khai thế trận với khả năng áp lực landing của Lucian và Nami ở trong giai đoạn ban đầu và cả Jax đẩy cánh của DNDN ở trong giai đoạn sau nữa. Thì tôi nghĩ rằng ván đấu này nó sẽ diễn ra theo một cái chiều hướng rất là an toàn và củ chắc đến từ cả Noxy và Hungry ở những cái diễn biến đầu tiên. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta thấy rằng là cả hai huấn luyện viên đều đang có cho mình cái đối sách nó rất là giống nhau, thậm chí rằng là giống gần như y hệt luôn. Khi mà ở khu vực nửa trên của bản đồ, mặc dù là cái nguồn sát thương mà Udyr gây ra được nó cũng không thể, có thể nó sẽ không bị vượt quá là nhiều so với cả Jax, nhưng cái sức chống chịu của Udyr nó sẽ được bù lại và tạo cái tiền đề để cho hai xạ thủ của cả hai đội tuyển có thể thoải mái xả sát thương. Cả hai bên đều sẽ quyết định rằng là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào, chúng ta thăm dò nhau trước, chưa cần phải vội vàng làm gì cả. Vậy nên là sẽ lựa chọn đội hình đánh rất là chậm. Rõ ràng là như vậy rồi. Hai xạ thủ của Hungry Sport đối đầu với cũng có thể coi là hai xạ thủ đến từ bên phía của Noxy, và để xem là đội hình nào sẽ có được ưu thế ở trong giai đoạn đầu với việc là hai bên cùng hướng tới giai đoạn sau như thế này. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến của LCK tiếng Việt, chúng ta cùng nhau tới với những cái diễn biến đầu tiên của cuộc đối đầu giữa Noxy Redfox và Hungry Sport trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của chúng tôi là LCK tiếng Việt trên Facebook, YouTube cũng như là TikTok. Hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn đồng hành và ủng hộ những tình cảm cho chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng nhau tới luôn với cả những cái diễn biến đầu tiên của trận đấu này, và cũng đúng như cái tính chất cấm chọn của cả hai bên thì cũng chưa có bất cứ một cái tín hiệu nào là muốn tiến sang về và cắm một cái con mắt thật là sâu vào trong phần rừng của đối phương. 1-4 đến từ Đông Sim và 4-1 đến từ Hungry Sport. Ai cũng xem muốn thắng mà thôi. Đông Sim muốn thắng để có thể có thêm hy vọng trong giai đoạn sau. Với cái mục tiêu của họ chắc chắn sẽ là top 6. Còn với Hungry Sport thì họ sẽ cần phải bám đuổi T1 và Gen.G trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Và không bên nào muốn ăn một cái Tết nó không thực sự quá ngon, phải đúng không Long? Chắc chắn rồi. Đây sẽ là một ván đấu mà tôi nghĩ rằng là cái cấm chọn chúng ta đang thấy được rằng là cả Đông Sim và Hungry đang có những cái sự thận trọng nhất định và cũng tốc hành luôn đến từ Doran. Một pha dí con mì nhưng dí không tới rồi. Con mì chỉ mất cái thảm lửa Valkyrie thôi, nhưng với việc là cộng thảm lửa ở cấp độ 1 thì cái ưu thế ở khả năng đẩy đường chắc chắn nó sẽ thuộc về Zeka rồi, thì ít nhất sẽ là một tình huống mà bung một phép bổ trợ đến từ đường trên của Hungry Sport để tạo ra ưu thế đường giữa dành cho đồng đội của mình. Cái cặp đôi Aphelios cùng với cả Milio của Viper và Delay sẽ có một cái nhịp đẩy nó sẽ nhẹ hơn so với cả Jiwoo và Peter. Bởi vì khi đạt được cho mình level 2 là chắc chắn là Jiwoo sẽ bước lên và trao đổi quãng ngắn thì là rất có lời dành cho con Lucian và Nami này. Vậy nên là bên phía của Doran, anh ta muốn tạo cái áp lực dành cho Zeka có thể thoải mái di chuyển để hỗ trợ cho Peanut khi mà ở giai đoạn phút thứ 3 Peanut có mặt ở khu vực nửa dưới của bản đồ để kiểm soát cho mình con cua dưới. Nhưng mà có lẽ là cũng không cần thiết đâu khi mà bây giờ là CV đang khởi động ở vòng rừng dưới và sẽ chuẩn bị lên cánh trên, thì sẽ đơn giản là một tình huống trao đổi mà thôi. Hoặc là liệu rằng là Hungry họ muốn kiểm soát hai cua hay không, chúng ta chưa biết. Chúng ta không lạ với những cái cặp đôi Aphelios và Milio có được ưu thế đi đường trước Nami và Lucian ở bên phía bên kia, và đang là những cái dấu hiệu khá là khả quan dành cho Viper và Delay với khả năng chế hit của họ. Chứ cũng dần tận lướt lên, nhưng Viper vừa rồi mất tốc hành nhá. Hồi máu đổi tốc hành, Viper mất tốc hành, còn Peter bên phía bên kia cũng đã phải kích hồi máu để giúp cho Ziu giảm đi cái nguồn sát thương nhận vào và có thêm lượng máu để trụ đường. Và Delay cũng đã nhấn hồi máu luôn rồi. Cái bổ trợ được đầu tư rất sớm đến từ cả hai cặp đôi ở cánh dưới để có ưu thế nhất là về mặt đẩy đường. Nhưng nếu như nói về quản đẩy đường thì có vẻ như là bộ đôi Đông Sim đang là những người chiếm được ưu thế so với lại Hungry ở bên phía bên kia. Nhưng năng lượng đang là vấn đề nhá. Mana đang tương đối là thấp dành cho cả Ziu và Peter rồi, họ sẽ cần phải đẩy một way rất nhanh để có thể có được cho mình một tình huống về nhà hồi phục và quay trở lại với những cái áp lực ở cánh dưới. Khu vực đứng giữa thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là Doran anh ta đầu tư tận một cái tốc hành để có được ưu thế dành cho Zeka. Với việc là Konmi phải cộng cho mình cái thảm lửa Valkyrie ở cấp độ đầu tiên thì không có lý do gì cái tốc độ đẩy của một con Tristana nó lại yếu hơn so với lại một con Corki trong tay của Konmi cả. Đứng giữa đang là thế lính đẩy, đứng trên cũng vừa là một thế lính đẩy, sau đó là Doran anh ta di chuyển về và tăng thêm một chút cái lượng trang bị với một đôi giày. Ưu thế đang có được ở gần như là cả ba mặt trận dành cho bên phía của Hungry Sport. Và đúng như Long đã dự đoán, vòng rừng đầu tiên đến từ Peanut, anh ta sẽ kết thúc bằng con cua ở nửa dưới. Và tốc độ đi rừng đến từ con xe Juan đi của Peanut nó đang là nhỉnh hơn đôi chút so với lại rèo của Selvi nữa. Bây giờ Selvi mới ăn cua cơ. Ở khu vực nửa dưới của bản đồ thì Viper cùng với cả Delay đang có một cái tình huống xử lý rất là hay nha. Tức là họ nhận thấy rằng là Jigu với cả Peter đang đẩy nhanh để biến về. Ngay lập tức là họ bung gần như hết toàn bộ chiêu và năng lượng của mình.
để bắt đầu ép một tên lính ngược trở lại. Và vừa rồi là cái nhịp bấm biến trở về nhà thứ hai tới từ Peter mà không thành công, vẫn đang giữ được cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đối phương ở đây. Những cái đòn đánh tay của Aphelios tôi cảm nhận rằng là sẽ nhỉnh hơn so với cả Lucien, bởi vì Lucien sẽ cần kích cho mình hội thái, nhưng ở đường trên có giao tranh nổ ra, cú nhảy về tốt tới từ DNDN. Wow. Tiếp theo out play tới từ Peanut và chuẩn bị công cú làm choáng, mạng sẽ được nhường dành cho Doran. Và cái tỷ số 8-0 giữa Doran và DNDN nó có lý do cả. Không có một vết xước nào đến từ tình huống ganh vừa rồi của Peanut cả. Anh ta đầu tư cú tốc biến để có thể đón đầu với cú tốc biến của DNDN, bắt choáng thành công, trồng choáng vào đến từ Doran và chiến công đầu dành cho đường trên bên phía của Hawaii Sports. Thực sự là đậu có một pha ganh không một vết xước. Anh ta di chuyển ăn hai cua cánh trên nhỉ. Tình huống mà tưởng chừng như rằng nào Xiaovi đã có một nhịp kiểm soát cua đường trên rồi, nhưng không, con cua vẫn thuộc về Peanut. Và đánh lên cánh trên với một pha ganh thành công vào người chơi đi rừng của Nông Sim nữa. Hai cua khởi đầu, một mạng dành cho Peanut với con xe Juani của anh ta. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian mà Peanut sẽ không có tốc biến. Và ít nhất là anh ta sẽ muốn có được cho mình những cái chỉ số rừng càng nhanh càng tốt, để hướng cho từng tới cấp độ 6, tăng thêm sức ép với một con xe Juani đi rừng của mình. Cánh trên thì Doran quá thoải mái rồi. Kèo đấu này thì anh ta với việc là đã được Peanut hỗ trợ một mạng proxy luôn, và Peanut thì cũng không ngại ngần với một pha lao thẳng xuống để có thể kiểm soát ba con sâu hư không. Nhưng nên nhớ rằng đây là con xe Juani không còn tốc biến nha. Cắm mắt vào phát hiện ra Peanut đang ăn sâu. Nhưng thế lính ở khu vực đứng giữa này tốt hơn JK, dịch chuyển quay ngược trở lại với lượng trang bị tốt hơn so với lại con Corki của Konmi. Xiaobi bây giờ với sách cái giá của mình ra thì liệu có kịp hay không? Hay tốc độ ăn sâu là rất nhanh, hai sâu dành cho vị trí của Peanut. Và có vẻ như Xiaobi sẽ muốn giữ con sâu này, anh ta có trừng phạt. Và một cú xuyên tâm kích để giữ lại một sâu trong ba con ở tình huống kiểm soát vừa rồi của Peanut. Và như vậy ra là cũng không lỗ dành cho Xiaobi, họ cũng đã có thông tin rồi. Và họ cũng chỉ đặt cho mình cái tư tưởng là sẽ cố gắng giữ về một sâu mà thôi, chứ không cần phải quá cố gắng giao tranh làm gì cả. Đây là một cái pha tốc biến lên đón đầu rất hay từ Peanut để có thể tích thêm cái điểm, để có thể kết choáng và tạo cho Doran một khoảng trống cực kỳ lớn. Chỉ đơn giản là đi bộ vào và lấy về cho mình điểm chiến công đầu thôi. Một cái tốc độ của bàn thi đấu đầu tiên vẫn đang diễn ra tương đối chậm rãi, nhưng mà bên phía Howline Sport họ vẫn biết rằng là mình cần phải làm gì trong những khoảng thời gian rảnh. Họ vẫn đang để cho Peanut là người có được cái lợi thế rất là lớn so với cả CV. Cái chỉ số quái vật rừng đang nhỉnh hơn, những pha di chuyển của Peanut đang tốt hơn. Đường giữa có đánh nhau, trao đổi chiều thôi, nhưng mà JK vừa rồi kích phun mọc thuốc nổ và cái lượng sát thương mà anh ta tạo ra và người con Corki của Konmi là rất lớn nha. Máu mất đi của Konmi là khá nhiều, và đường giữa thì thực sự đang là một kèo đấu mà cái ưu thế đi đường nó hoàn toàn thuộc về JK với chất tướng Tristana của mình so với Corki của đối thủ. Peanut tiếp tục ăn cua, ăn cua dưới thứ hai, và sau đó sẽ làm tình huống triển khai dòng nguyên tố hay chăng đây. Cánh dưới của Nông Sim đang là những người đẩy chậm hơn so với cặp đôi Viper và D-Line, và súng của Viper đang là một cái khẩu súng rất là ngon để anh ta kiểm soát những cái mục tiêu lớn như rồng hay là sẽ là những con sâu hư không. Ở thời điểm hiện tại thì đang có rồng, và liệu có phải là một nhịp đẩy nhanh hay không đây. Viper đang nhả cho mình những cái thăng hoa luân ra, thậm chí là đụng đặt trụ tháp canh để tăng khả năng đẩy. Áp lực vào rừng đến từ vị trí của Peanut so với lại Xiaobi. Cấp độ 6 đến từ người chơi đi rừng của Hanwha Esports so với chỉ cấp 5 của một con Reo mà thôi. Và với việc Viper và D-Line đẩy nhanh hơn, không có lý do gì con bùa đỏ này không thuộc về Peanut cả. Bên phía Hanwha Esports họ di chuyển rất là hay, cũng như là những cái tình huống côn team đang cực kỳ chính xác. Họ biết được lúc nào họ sẽ cần phải di chuyển vào với nhau, họ biết được cái thời điểm nào khi mà tiến vào phần rừng của đối phương thì mình sẽ có lợi thế. Đó là pha mà Viper cũng như là D-Line đã đẩy được nhanh hơn, họ đi vào trước. JK cũng là người có cơ sở để đi vào trước. Và khi mà CV thậm chí kể cả anh ta có level 6 trong pha đó, tôi nghĩ rằng là cũng sẽ chưa chắc đã có thể chủ động đánh bật ngược trở lại đâu. Và Peanut tiếp tục hoàn thành cho mình cái mục tiêu thứ hai trên bản đồ. Anh ta đã có cho mình 2 cua cộng 1 đồng rồi. Thắng đầu tiên vô cùng thành công của phía Hanwha Esports. Một ván đấu mà người chơi đi rừng của Hanwha Esports, Peanut vẫn đang cho thấy sự khác biệt so với lại Xiaobi ở bên kia. Cả khả năng kiểm soát, khả năng ganh, farm của anh ta cũng đều đang nhỉnh hơn. 66 chỉ số quái vật rừng, thanh trừng được xấy đến từ vị trí của Ziu. Nhưng nên nhớ rằng Peanut đang đứng góc vòng sau và anh ta chuẩn bị hồi lại tốc biến với một cái bô la băng sắc sẵn sàng. Và đây có thể sẽ làm pha với quay lính xe to, tổ chức một pha đài chủ làm mềm rất tốt đến từ Viper rồi. Và Senzuani trong tay của Peanut vẫn đang ở cánh dưới, lò dò di chuyển ra, kích hồi máu rút lui đến từ Ziu và Peter khi họ thấy tầm nhìn của Senzuani. Viper bùng tốc hành để có thể áp lực thêm, và bộ đôi đứng dưới bên phía của Nông Sim hoàn toàn sẽ phải bỏ lỡ thân lính này mà thôi. Giáp trụ cộng thêm dành cho Viper ở cánh dưới với một pha áp lực tiếp tục là quá tốt dành cho Peanut. Sau khi có cho mình điểm chiến công đầu cộng với cả hai sâu hư không thì khoảng cách là 1000 vàng cho phía Hawaii bây giờ là 1500 rồi. Và JK lại lao lên cho đội tiếp tiếp. Komi đang bị bắn tương đối đầu, JK cũng nhận lại sát thương không phải là kém.
hai người chơi đứng giữa đang cầm ghế nhau rất căng thẳng, và đơn giản là những tình huống trao đổi hòa hoãn mà thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng là JK đang gây một cái sức ép lớn lên Konmi như thế nào khi mà cái khoảng cách về chỉ số lính đang là hơn 2 đàn lính dành cho JK rồi. Cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của đôi xạ thủ hỗ trợ giai đoạn 2, cặp đôi hai xạ thủ của bên phía Hangulai chắc chắn sẽ là nhỉnh hơn. Tất cả các khu vực đường của Hangulai đều đang farm tốt hơn, Doran farm tốt hơn, Peanut farm tốt hơn, JK và Viper đều đang farm tốt hơn so với bộ đôi bên phía bên kia của Lucy Redford. Thì cái việc mà họ dẫn tiền đến 2.000 ở phút thứ 10 mặc dù chỉ có một mạng là điều tương đối là hợp lý thôi. Doran cánh trên thậm chí là anh ta còn bổ sung thêm giày thủy ngân cơ. Thường những kèo đấu với lại những chất tướng mà đánh tay nhiều như kiểu là Zac thì bạn sẽ hướng tới cho mình một cái giày thép gai. Nhưng Doran nói rằng là anh ta muốn cẩn trọng hơn với những tình huống choáng và hiệu ứng của Selfie, và bổ sung một cái giày thủy ngân tôi nghĩ là cũng khá là ổn dành cho đường trên bên phía của Hangulai Sport. Với việc là đẩy tốt hơn ở cánh trên với liên tục là những pha spam dạng phượng, thì Doran cùng với lại Peanut đang kiểm soát 3 con sâu hư không tiếp theo của bán đấu sẽ là 5 sâu hư không dành cho Hangulai Sport mà thôi. Tôi không nghĩ rằng Selvi có khả năng can thiệp trong tình huống này khi đường giữa đang là một thế lính tốt hơn đến từ JK. Khu vực đường trên thì là đẩy tốt hơn, đẩy nhanh hơn rất nhiều đến từ Doran, và Selvi lại phải bỏ thêm một mục tiêu lớn nữa rồi. Không có bất cứ một cái cơ sở nào cụ thể để cho các thành viên bên phía của Nông Sim họ có thể triển khai được cái lối chơi của mình, cũng như là để tìm kiếm một cái điều gì đó đặc biệt khi mà liên tiếp đang là những sức ép rất là khó chịu tới từ toàn bộ đội hình của Hangulai Esports, và những cái pha di chuyển của Peanut cũng đang tương đối là hay nữa. Và thấy rằng là cái những cái phút vừa qua thì Viper cùng với cả D-Line trao đổi quãng ngắn là không còn thua tiền so với cả Jihu với cả Peter nữa rồi. Cặp đôi Lucian và Nami này đang gặp tương đối nhiều vấn đề. 2.000 tiền chênh lệch, JK tiếp tục chơi hit. Selfie làm gì đây? Sập nhảy tên lửa về thôi. Không có bất cứ một pha đầu tư nào đến từ Selfie cả. Tốc biến còn, xuyên tâm kích còn, và hack kim thuật cũng như là cả chiêu cuối của anh ta còn. Nhưng rõ ràng là để bắt một con Tristana còn dậm nhảy tên lửa và tốc biến thì có thực sự là một cái điều khó khăn. Đang không biết làm gì đến từ Selfie. Tôi có cảm giác là như vậy. Anh ta vẫn đang chỉ quanh quẩn trong rừng farm và bổ sung thêm lượng kinh nghiệm, lượng kinh tế mà thôi. Nhưng nếu như nói về khả năng farm thì Peanut đang vừa đánh kiểm soát tốt vừa farm ổn. Nào như Peanut vào sâu rồi mất tốc biến đến từ Senjuani của Peanut, nhưng cũng không có bất cứ một tình huống tấn công nào thêm dành cho Nông Sim Redford. Còn cánh dưới này thì Viper chạy hit rất rát với một cái thằng hỏa luân, và với một pha kích lửa chạy tăng tầm đánh thì D-Line giúp cho Viper đẩy lui hai thành viên bên phía của Nông Sim. Lượng máu của Jihu đang không thực sự quá là đủ đầy. Viper đang có súng huyết tinh và anh ta sẽ hồi máu tốt hơn rất là nhiều so với lại Lucian của đối phương mà thôi. Vẫn đang là một khoảng cách tương đối là lớn. Đại Hồng Thủy được đẩy ra, tốc biến né khỏi đôi Hồng Thủy, và Peter phải mất tốc biến ngược trở lại. Một tình huống rất gắt đến từ Viper, nhưng bây giờ làm con Aphelios không còn tốc biến nữa, và Viper gặp nguy hiểm. Một đánh tường là đủ sát thương, và đó là điểm hạ gục dành cho Selvi. JK dậm nhảy tên lửa lao thẳng xuống, tốc biến đại bắc để lui chưa đủ đam. Một pha kích giáp đến từ Peter với tình huống hồi máu, và chưa có mạng dành cho Hangulai Sport với điểm hạ gục thứ hai của họ vào đấu này. Nếu như không có siêu vi trong tình huống vừa rồi, chắc chắn rằng là Jihu với cả Peter sẽ phải bỏ mạng của mình lại một cách rất là vô nghĩa. Thấy rằng là cái khả năng trao đổi của Aphelios cùng với cả Milio đang nhỉnh hơn rất là nhiều. Cái đôi tay của bên phía Hangulai họ đang uy tín hơn rất là nhiều. Rõ ràng là về độ tay to thì chúng ta phải đánh giá Hangulai eSport cao hơn rồi. Nhưng dù gì nó là một cái phản ứng tốt tới từ siêu vi có mặt ở một cái điểm nóng để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Tình huống giao tranh rất gắt mà cuối cùng chỉ có một mạng nằm xuống thôi. Viper là người lên bảng sau một pha mà anh ta cũng rất ghê nhỉ. Cú tốc biến né khỏi tình huống sóng thần của Nami trong tay Peter, và suýt chút nữa thì anh ta tiễn người chơi hỗ trợ bên phía của Nông Sim Redford lên bảng điểm số. Và cái cú dập nhảy tên lửa đến từ JK với một cái đà bắc lên lùi thì anh ta cũng thiếu một chút sát thương để có thể khiến cho Jihu nằm lại. Hơi đáng tiếc dành cho Hangulai Sport, nhưng nhìn vào các đường thì tôi vẫn đang thấy những cái chênh lệch tương đối là lớn. 20 chỉ số lính ở khu vực đường giữa, cánh dưới là 10 chỉ số lính chênh lệch đến từ Viper, và quan trọng anh ta ăn được 3 giáp chủ ở trong giai đoạn early game. Phá thành trùng đến từ vị trí của Jihu, nhưng có lửa trại và hồi phục rất đơn giản với tình huống rút lui đến từ Hangulai Sport, và sức ép gần như là không có với pha xả chiều cuối vừa rồi tới từ xạ thủ bên phía của Nông Sim Redford. Hangulai vẫn làm quá tốt ở khả năng đi đường của họ, và đặc biệt là Peanut, một con Senjuani vừa farm tín vừa có được cho mình những cái mục tiêu lớn, có dấu nguyên tố thứ hai của bán đấu, và nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của Hangulai. Nông Sim đang có những cái dấu hiệu rất là tích cực ở khu vực này, nhưng gói hàng đã hết và những cái áp lực của họ sẽ bị giảm. Và đây là một tình huống Jihu lao lên rất tự tin, thủy cùng chính xác mọi người. Peanut bị dồn tất cả mọi thứ vào. Peanut đang phải cố gắng để có thể thoái lui bằng lửa trại, anh ta vẫn còn đang sống được. Anh chàng dự đối tung ra giữ chân thành công một người đến siêu vi. Doran lao vào rất là mạnh liệt, nạn nhân là Konmi. Konmi đang bị bắn, Konmi đang phải cố gắng lui về cùng với siêu vi. Siêu vi hút được một người vào trên Viper. Viper không còn gì để bỏ chạy cả, Viper nằm xuống
đó là mạng đổi mạng thôi. Nhưng mà con Udi của Dora bắt đầu lên tiếng rất là khó chịu. Bây giờ ZK tới, Colby buộc phải bỏ chạy. Bên phía này DND đang rất là đơn độc. Peanut đang muốn lao vào để có thể cố gắng che chở cho Delay. Nghe được thành công rồi và triple kill dành cho Doran. Được thêm DND nữa và tôi sẽ quát kill dành cho Doran. Quát ra kill dành cho con Udi của Doran. Trời ơi, chúng ta tập trung vào hai xạ thủ nhiều quá mà bỏ quên mất trên đường trên của Howl Esports. Tôi không nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là không chỉ chúng ta tập trung vào hai xạ thủ của Hang Lion Sport, chúng ta tập trung vào Viper lên bảng, chúng ta tập trung vào lượng sát thương thiếu hụt đến từ ZK và chúng ta bỏ quên mất con Doran, con Udia của Doran với khả năng chống chịu. Anh ta đi bộ vào và anh ta cà hết từ người này đến người khác của Nông Sim Rafford. Từng người của Nông Sim nằm xuống một với một cú quát ra kill dành cho Udia và thôi xong rồi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ chuẩn bị là con quái vật mang tên Udia trong tay của Doran ở khu đường trên. Đây chúng ta cứ nhìn lại cái lượng tài nguyên mà Nông Sim đầu tư vào Peanut là tương đối nhiều. Họ đầu tư sóng thần vào vị trí của Peanut. Cuối cùng thì cũng đã lấy đi được rất là nhiều máu và khiến cho Peanut ao giao tranh và mất cả một lớp băng nữa. Nhưng hãy nhìn cái cách của Doran, anh ta cả vào Viper không được bắn quá nhiều. Anh ta đứng trước mặt ba người của đối phương và nằm lại. ZK dậm nhảy tên lửa bồi sát thương vào những Doran. Trong cái cách mà Doran anh ta đi bộ bung tốc hành và dí vào côn mì cũng như là selfie kìa. Quát ra kill dành cho đường trên bên phía của Hang Lion Sport. Ván đấu này là một ván đấu mà early game người làm tốt nhất bên phần đội hình bên phía của Hang Lion Sport phải là Peanut. Nhưng vừa rồi là cú quát ra kill và có vẻ như nếu như ván thắng này của Hang Lion Sport diễn ra thì chúng ta sẽ lại khó chấm POG rồi. ZK cũng đang muốn lên tiếng với tình huống solo kill ở cánh dưới. Một con Corki không còn tốc biến và không có bất cứ một cái áp lực nào dành cho đường giữa bên phía của Hang Lion với pha solo kill vừa rồi cả. Đúng thật là Hang Lion họ cũng đang muốn làm khó chúng ta đấy anh Hoàng ạ. Bây giờ đây, coi kìa, đột nhiên là 2.400 vàng chênh lệch. Sau cái khoảng thời gian đầu tiên Peanut làm cực kỳ tốt thì bây giờ Peanut đang tạm thời bị lu mờ bởi cái cú quát ra kill của Doran. Hai đồ rồi Long ơi. Doran, vâng, hai đồ lớn cộng giày nâng cấp. Ao hẳn một đồ so với cả DNM bên phía bên kia. Trời ơi, quá trời là tiền luôn. Ui, Lucian mà để cho con Udia chống chịu và mua khuôn giáp như này ao đồ thì tôi không biết được rằng Ju sẽ tốn bao nhiêu loạt đạn của anh ta để có thể hạ gục thành công Doran nữa. Vừa rồi là tình huống gây sức ép nhưng đó là anh Trang dẫn lối dạng súng huyết tinh. Viper hồi máu rất nhanh nhưng Viper không có tốc biến. Viper lại bị dính hai chiếu cuối. Viper chuẩn bị lên bảng điểm số nhưng lừa chạy. Milo của Delay cứu kịp thời vị trí của Viper và Ju đang gặp nguy hiểm. Một chấm máu Ju rút lui về. ZK nhận được khả năng kích giáp đến từ Delay lao thẳng lên bắn rất tự tin. Và pha triệu hồi sứ giả này đến từ bên phía của Hang Lion Sport, họ không mất bất cứ ai cả mặc dù đối phương đầu tư tới 3 cú chiếu cuối. Và Peanut chở sứ giả húc thẳng vào trụ 1. Đây sẽ là trụ 1 đứng giữa dành cho Hang Lion Sport ở thời điểm phút thứ 77. Còn Doran như đã đề cập gần như là không thể bị hạ gục nữa rồi, anh ta có khả năng sẽ chỉ nằm xuống đúng một lần ở trong ván đấu này nữa thôi. Hai đồ lớn dành cho một con Udia mang thiên đường chống chịu và anh ta sẽ đúc phun ra ở trong ván đấu này với một đội hình mà cũng thường chắc chỉ là sát thương vật lý mà thôi, bởi vì Colmy ở trong tình huống này đang không thực sự quá say, đang là một con Corki farm thua và không hai thì cái lượng sát thương phép thuật đến từ Colmy ở giai đoạn sau nó sẽ thực sự rất là ít ỏi. Viper đang trở thành một cái tấp điểm đến từ bên phía của Nông Sim Rafford, họ đang nhắm rất là nhiều chiêu cuối. Nhưng pha vừa rồi là tình huống sinh tồn thành công nha. Còn đây là pha solo kill dành cho ZK. Rất đơn giản khi mà anh ta hồi lại cho một cú dậm nhảy tên lửa và hai lần dậm nhảy tên lửa giúp cho ZK có được mạng hạ gục. Vừa rồi thì không phải là lần đầu tiên mà bên phía Nông Sim họ cố gắng bắt vào người của Viper, đó là lần thứ hai, thứ ba rồi. Và hơi đáng tiếc là trong 3 lần tấn công thì họ chỉ có một lần thành công thôi, khi những cái pha bảo kê của Delay vẫn là cực kỳ là tốt, khả năng hồi phục có, khả năng giải hiệu ứng khống chế có. Và chúng ta thấy rằng là với khoảng thời gian rảnh rỗi của Viper được đứng một mình thì Viper đang ao cấp so với cả Jiwoo, đường trên Doran ao cấp so với cả DNDN và đường giữa cũng tương tự là như vậy. Đi rừng chúng ta không phải nói nữa rồi, mọi mặt trên bản đồ đều đang là tốt hơn. Và rồi xong, đúng là sẽ đi bộ vào thật anh Hoàng ạ. Mất cho mình cú thanh tẩy thủy ngục cứu được thành công Jiwoo, chứ nếu không là thôi, kể cả hai con tăng này nó có đấm thì cũng sẽ đau mà thôi. Vừa rồi là một tình huống mà Bolabang đổi lấy thanh tẩy cũng không phải là những cái gì bất lợi quá nhiều dành cho bên phía của Nông Sim Rafford. Và tạm thời thì với việc là không có Bolabang thì Hang Lion Sport sẽ tạm ngừng những cái ý đồ vây bắt của mình lại. Nhưng hãy nhìn cái cách mà con Udia của Doran sồ vào Ju và Peter, thực sự là bất lực luôn. Ju chả đam ngược trở lại và trông con Udia của Doran không mất máu luôn á. Không có bất cứ một cái trang bị xuyên giáp nào cả. Và kể cả là có xuyên giáp vào thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ là không đủ với cái lượng máu và lượng giáp quá lớn mà Doran đang sở hữu, với chuẩn bị là 3 đồ lớn rồi. Người ta mua kháng phép, với việc đối phương thì cũng có sát thương phép tương đối. Jax hay là Rell, thậm chí là Corki đang lên hỏa khuẩn. Đã có hỏa khuẩn đến từ Colby rồi.
Còn ở thời điểm hiện tại thì Hang Gliding Sport với cái lượng tiền chênh lệch gần hơn 5.000 của họ. Cái cách chơi của Hang Gliding Sport nó rất là nhẹ nhàng nhá. Họ rất là thư thái trong những cái việc là triển khai đội hình, không có gì phải nóng vội cả. Triển khai những cái mục tiêu lớn, chuẩn bị sẽ là con rồng nguyên tố thứ 3 để hướng tới linh hồn rồng nước. Một linh hồn rồng rất mạnh và Udyr xanh như thế này lại còn có linh hồn rồng nước nữa thì làm thế nào để cho đội hình hai xạ thủ với Colmy và Ziu có thể đục xuyên qua được lớp chống chịu của Hang Gliding Sport đây? Mà chúng ta đều biết được rằng là cái khả năng thăng tiến sức mạnh của Lucian mặc dù là tốt, nhưng mà những cái cú bắn phá giáp nó sẽ không thể nào chất lượng được bằng giống như là con tướng Aphelios này. Thì đây sẽ là một cái điểm mà bên phía của Nongshim Red Force họ cực kỳ phải lưu tâm khi mà Colmy chưa phải là quá mạnh cho lắm. Ziu đã có cho mình hai đồ rồi, đang nhỉnh hơn so với cả Viper. Xin các bạn để xem liệu rằng là Viper có trở về nhà lên đồ sau đó quay trở lại cung thang rồng hay không. Rồng có mặt trên bản đồ rồi, Viper quyết định sẽ không về, quyết định sẽ ở lại đánh luôn. Doran lại bật tăng cấp lên, nạn nhân sẽ là Ziu là cái chắc rồi. Ziu giữ chân lại và Sylvie cũng với cả Ziu đưa được nhau về thành công. Mất gói hàng tới từ Colmy. Bên phía Hang Gliding Sport họ triển khai giao tranh rất tốt, họ lấy đi cực kỳ nhiều tài nguyên quan trọng của bên phía Nongshim, cụ thể là cái thanh trừng, cụ thể là cái gói hàng của Colmy. Họ đánh rất là đơn giản nhỉ, Doran kích tốc áp lực vào Ziu, người không còn hai phép bổ trợ và Xavi bắt buộc phải hack kim thuật về để cứu đồng đội. Sau đó thì là một tình huống ở góc còn lại, ZK dậm nhảy tên lửa tấn công vào Colmy và lấy luôn cả một cái gói hàng nâng cấp. Thì làm thế nào để bên phía của Nongshim tranh cướp được con rồng nguyên tố thứ ba này đây? Rồng miễn phí dành cho Hang Gliding Sport, thậm chí là Doran còn kịp chạy lên cánh trên để phòng ngự một quay lính đẩy vào đến từ DRDN để khiến cho đường trên của Nongshim vẫn chưa gỡ được trụ, vẫn chưa có bất cứ một trụ nào đến từ bên phía của Nongshim cả. Và cái cách chơi như đã đề cập của Hang Gliding Sport là hết sức đơn giản nhưng nó thực sự là hiệu quả. Sắp Tết rồi, làm content tí hả? Tôi đang định nói rằng là các thành viên bên phía của Harry Sport họ đánh rất là chuẩn, đúng theo sách giáo khoa. Họ vẽ ra một cái đội hình như thế nào trong giai đoạn cấm chọn, họ đánh đúng như vậy luôn. Và cái đôi tay của họ cũng là to hơn, họ cũng thanh thoát hơn, thì họ cũng sẽ dễ triển khai đội hình hơn so với cả bên phía của Nongshim rồi. Và rồi, ta đang có một con Udyr. Udyr có nguồn sát thương nhiều nhất ở trên toàn bản đồ, mà đó là một tướng chống chịu. Thưa các bạn, trời ơi, con tướng chống chịu của 2024. Udyr hay Sante thực sự là những con tướng chống chịu rất là kỳ quặc. Bạn chống chịu nhưng tốc độ di chuyển Udyr nhanh, Sante thì cơ động, rồi thì sát thương đến từ hai con bài này. Để cho Sante và Udyr free trong một tình huống giao tranh thì họ sẽ gây ra một cái nguồn sát thương không thể đùa nổi, với một cái khả năng càn lướt cũng là cực kỳ áp lực nữa. Ziu sẽ rất là khó như đã đề cập, đục xuyên qua được lớp máu và lớp giáp mà Doran đang sở hữu. Và chưa kể là Senzuani trong tay của Peanut nữa, những con bài xạ thủ nó không có được khả năng thăng tiến sức mạnh tốt ở giai đoạn về sau. Peanut thậm chí là đang tự tin đến mức mà anh ta gây áp lực vào khu vực bãi chim của đối phương, di chuyển ra để khiến cho Ziu và Peter phải rút lui. ZK sử dụng cho mình chiêu cuối để có thể đẩy Selvi ra và anh ta vẫn còn tốc biến và dập nhảy tên lửa, nhưng mà hình như anh ta vừa sử dụng dập nhảy tên lửa rồi để chơi hit. Không còn W nữa đến từ vị trí của ZK và anh ta phải mất thêm cho mình một cú tốc biến. Còn ở khu vực đứng giữa thì đang là sức ép Vola băng quăng thẳng đến từ Peanut. Ziu có thanh tẩy nhưng không cần phải sử dụng, sẽ là khu trụ ở khu vực đứng giữa dành cho Viper và anh ta được Doran Ziu về ở góc bên phải. Delay cũng như là Peanut cũng dắt Ziu nhau về, và bên phía của Hang Gliding Sport không mất bất cứ ai cả trong tình huống lấy trụ hai vừa rồi. Còn ZK không tốc biến, đang bị bớ lại, sát thương đến từ Colmy ở thời điểm hiện tại cũng là tương đối tốt. Tốc biến được đầu tư đến từ Selfie với cú chiêu cuối, và ZK không dậm nhảy tên lửa, không tốc biến nạp lại. Cái lời đáp trả đanh thép tới từ bên phía của Nongshim khi mà đường giữa họ đã bị khai thác. Lần đầu tiên họ lên cùng với Sylvie và Colmy thì không thành công, nhưng mà khi không còn tốc biến nữa rồi thì rõ ràng ZK rất khó để có thể bỏ chạy được khi cũng chẳng còn cái dậm nhảy tên lửa. Và quyết định của Sylvie là đầu tư cho mình luôn cái tốc biến để có thể lấy về điểm hạ gục. Hơi đáng tiếc điểm hạ gục nằm trong tay của Sylvie. Vậy nên là cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Colmy nó sẽ vẫn bị chậm lại một nhịp. Khó quá. ZK bị Selvi bớ hai lần liên tục và anh ta chỉ thoát được một lần thôi với cái tốc biến, và lần sau không có tốc biến thì nào. Nhưng như đã đề cập thì Hang Gliding Sport vẫn đang có một cái ngưỡng thăng tiến sức mạnh quá tốt, và 2 phút nữa thôi với linh hồn rồng nước. Tôi nghĩ rằng Nongshim phải làm mọi cách để giữ cái linh hồn này, nếu như họ để mất linh hồn rồng nước vào tay Hang Gliding Sport thì mọi thứ sẽ là chấm hết. Game over dành cho Nongshim Red Force với cái lượng chống chịu được bổ sung, với khả năng hồi phục với những con bài rất trâu như là Senzuani nhất, hay là con Udyr đang quá say của Doran và trả lại sát thương. Viper có anh chắc dẫn lối, và tình huống anh chắc dẫn lối của anh ta chưa đủ đam, không đủ đam đến từ Viper, nhưng anh ta vẫn đang dấn lên và Peanut đang vào thế. ZK đang vòng sau dậm nhảy tên lửa qua tường tìm kiếm Colmy và Ziu, hai người đang thấp máu. Peter phải tốc biến rút lui về, chưa có mạng dành cho đứng giữa bên phía của Hang Gliding Sport, và Ziu nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Peanut. Và Colmy cũng sẽ không thể thoát thân trong tình huống này. Doran bung tốc hành và dí theo,
và làm thế nào để con Mi thoát khỏi những tình huống đi bộ đến từ Doran đây. 8 mạng dành cho Hàng Hoài Sport và họ có được cho mình hai chủ lực của đối phương trong một tình huống vây bắt rất đơn giản ở khu vực đứng giữa, dịch chuyển xuống cánh dưới đến từ Doran khi anh ta hiểu được rằng anh ta không cần phải có mặt ở khu vực hàng Baron vẫn sẽ có được bộ lợi này dành cho Hàng Hoài Lai ở phút thứ 25. Chúng ta vừa được thấy một cái nguồn sát thương cực kỳ là khổng lồ tới từ con Aphelios của Viper. Mặc dù Jigu là người chủ động lao lên trước, nhưng Jigu phải cố gắng ôm đồng đội của mình chạy về và ôm cái đầu máu luôn nha. Rất là khó để có thể giao tranh được ở thời điểm hiện tại nếu như Nông Sim họ không khóa chặt được hai xạ thủ của Vietnam Light Sport. Ai cũng có đồ, ai cũng có tài nguyên. Mặc dù không có mạng nhưng nguồn sát thương của Viper là quá khủng khiếp. Chúng ta cùng xem lại pha này. Jigu là người chủ động lướt lên, nhưng ăn sát thương còn đau hơn nữa. Ánh trăng dẫn lối thì sao? Thì ổ hên là không dính, chứ tôi nghĩ là dính là chắc là Jigu đi mất rồi. Tình huống mà Viper anh ta được nhận hỗ trợ của Delay với tình huống lửa trại và cái khả năng trả sát thương lửa trở lại thực sự là quá khủng khiếp. Và cái lượng chống chịu đến từ Peanut cũng như là khả năng càn lướt đến từ Doran khiến cho bên phía của Đông Sim không thể nào có thể có những cái pha bật ngược trở lại được. Và Hang Online có được tất cả mọi thứ rồi, họ có được hai mạng đối phương, họ có được Baron và bây giờ sẽ là linh hồn dòng nước với 4 con rồng liên tục dành cho Peanut và đồng đội của Doran. Người ta đứng im cho Jigu bắn 5 giây chắc là vẫn chưa nằm đâu nha. Quá trâu đến từ Doran ở thời điểm hiện tại, kéo dòng ra đến từ bên phía của Hang Online Sport. Và như đã nói, đây là cơ hội cuối cùng để Nông Sim có thể gượng lại ở ván đấu này. Họ đang có gối hàng của Konmi nhưng liệu có thể làm được gì hay không đây? Muốn tấn công người Pinus nhưng mà không thành công rồi. Bây giờ là Doran đang đứng lên rất là cao. Doran sẵn sàng làm dàn chắn luôn, không vấn đề gì cả. Nông Sim họ đang tìm đường để có thể di chuyển vào khu vực hang rồng nhưng chưa vào được. Bên phía này Konmi bị giữ chân lại. Konmi đang mất rất là nhiều máu. ZK tạm thời lui nhẹ lại một nhịp bởi vì CUV tới, nhưng Konmi mất từng kia máu rồi thì giao tranh kiểu gì đây? Doran muốn tiến lên, muốn bắt người Konmi nhưng Konmi đã về được. Bây giờ đi lại muốn lao lên thêm một lần nữa, nạn nhân có thể là sẽ là CUV nhưng Doran đang muốn dí theo Konmi cơ. Đây là thù hằn cá nhân à? Giết ở trên đi rừng đối phương xong rồi ăn rồng cũng được mà, nhưng mà là dí theo Konmi rồi. Ôi ác ôn, Hàn Quốc là eSports quá ác ôn nhưng mà họ không tha cho đường dưới của đối phương. Jigu bị làm chậm rồi, chưa hồi lại thanh tẩy và Lucian. Hai xạ thủ của Nông Sim Rafo không được chơi game. Hãy nhìn cái cách mà Peanut và Doran đi bộ để dí theo vị trí của Jigu kia. Làm thế nào thoát thân để lướt qua tường thì lướt theo. Làm chậm thêm một nhịp nữa, đã hồi thanh tẩy thì vừa mất luôn. Jigu sẽ còn một tình huống truy cùng diện tạm nữa. Một cú bắt choáng là đủ sát thương đấy. Doran đang lao thẳng tới và thậm chí là anh ta đang trêu đối thủ đi song song với Jigu luôn. Và nhẹ nhàng gặt lấy cái mạng của người chơi xạ thủ bên phía của Đông Sim Redfork. 14 dành cho Hagrai Sport và họ quá đơn giản để có thể kết liễu ván đấu này mà không cần tới linh hồn dòng nước. Một cái ván thi đấu thật ra là cũng diễn ra với một cái tốc độ khá là nhanh, chỉ 27 phút thôi, nhưng mà Hagrai thì thi đấu rất là chậm. Và đây là cơ hội cuối tương tự CUV. CUV lại vào hút được 3 người. DNA muốn lao vào, Konmi đang nỗ lực bắn nhưng sát thương là không thể đủ được. Và đó là CUV nằm xuống. Bây giờ DNA túc bế lên muốn tìm kiếm Delay nhưng không tìm kiếm được. Doran đang cân 2 bên phía bên này. Konmi không được chơi game. Doran không cho Konmi chơi game một giây nào cả. Đây đúng thật là tư thù cá nhân rồi. Đây đúng là chuyện cá nhân rồi còn gì nữa. Doran đứng im cho Konmi và Peter gây sát thương nhưng mà anh ta không mất máu. Và làm thế nào để hạ gục Doran lần thứ hai ở ván đấu này là một bài toán không có lời giải dành cho bên phía của Nông Sim Redfork. Thực sự là ván đấu này, nếu như 15 phút đầu tiên Peanut đánh hay đến như thế nào thì đến 15 phút sau, đến 10 phút sau trước khi mà bên phía của Hangline Sport Endgame thì nó là một show trình diễn của Doran với những tình huống bật tốc hành, đi bộ vào và hạ gục từng người một của Nông Sim Redfork. Hai xạ thủ của Nông Sim gần như là không được chơi game với những con tướng chống chịu của Hangline Sport và chiến thắng rất đơn giản. Mặc dù là Hangline đánh rất chậm nhưng nó khiến cho Nông Sim không có bất cứ một cái cơ hội nào mà không có bất cứ một cái cửa nào để bật cả. Và để xem có những cái sự thay đổi ở ván thi đấu thứ hai hay không khi mà chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà ván đấu đó được sẵn sàng bắt đầu.